Bạn biết gì chưa? Tiếng Việt đã trở thành ngôn ngữ chính thức của thành phố San Francisco thuộc tiểu bang California, Mỹ đó nha. Đầu tháng 6 vừa qua, Hội đồng Giám sát thành phố San Francisco đã bỏ phiếu thông qua quyết định chấp nhận tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của thành phố này, cùng với tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Philippines. Điều này đồng nghĩa rằng các văn bản chính thức từ chính quyền thành phố sẽ được dịch thuật sang tiếng Việt nhằm tiếp cận cộng đồng người nhập cư đông đảo tại đây. Ngoài San Francisco, nhiều nơi khác tại Mỹ cũng sử dụng tiếng Việt rộng rãi trong các hoạt động cộng đồng. Theo ước tính, có đến 1,5 triệu người nói tiếng Việt tại quốc gia này, lọt top 5 ngôn ngữ sử dụng phổ biến nhất, chiếm 0.5% tổng dân số nước Mỹ. Một số khu vực nói tiếng Việt phổ biến có thể kể đến như quận Cam, Los Angeles, Washington, Texas, Florida và New York. Cộng đồng người Việt đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Mỹ, tạo điều kiện cho những ai đang muốn nhập cư vào quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới này. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về chuyện định cư và di trú Mỹ, hãy liên hệ ngay với AIMS Việt Nam để được tư vấn bạn nhé.